Tuy nhiên sư tử này lớn lắm, chụp ở trên mây thì lớn lắm đồng bào ơi, vô cùng vĩ đại. Đồng bào có thể thỉnh những hình ảnh này nơi tôi làm việc. Tôi sẽ cho biết địa chỉ vào cuối chương trình. Và dòng nhạc đồng bào đang nghe là dòng nhạc Healing Tĩnh Tâm của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng bảo tôi sáng tác và gửi đến cho nhân loại chúng ta. Vì thế đồng bào hãy phụ giúp tôi để chuyển những hình ảnh này tới tai đồng bào nhân loại chúng ta ở khắp nơi trên thế giới. Nhạc Tĩnh Tâm Healing mà đồng bào đang nghe cũng như hình ảnh Thiên Chúa Giêsu và hình ảnh sư tử nhà Chúa, sư tử cha bảo vệ sư tử con và sư tử bảo vệ chúng ta được đến tận tai tận nhà tất cả mỗi gia đình trên thế giới. Đồng bào hãy đồng hành với tôi làm việc này gấp thì hồng ân của Cha Trời sẽ ban cho đồng bào tràn đầy ở đời này và mãi mãi sau này. Cũng như những ai có những vấn đề khó giải quyết cần được thêm sự cầu nguyện thì hãy liên lạc với tôi bằng thư từ và yêu cầu cầu nguyện thêm về vấn đề gì, nhất là sự bình an của Thiên Chúa Giêsu ban cho, đó là điều quan trọng nhất, thì tôi có thể cầu phụ thêm cho đồng bào. Hãy cho tôi biết thì tôi sẽ làm điều đó. Kính thưa đồng bào quý mến, kể đến nữa là hình ảnh ông bà tổ tiên Việt chúng ta đã hiện ra trên mây với dốc váng ông rồng Vương Đạo Việt, Việt Vương Đạo, và bà Phụng Việt, ông rồng ở phía trên, bà Phụng Việt ở dưới này. Ông thì lớn tuổi lắm mà ông rất là khỏe mạnh, đồng bào coi. Ông sư tử rồng ở phía trên, bà Phụng Việt ở phía dưới. Bà lúc nào cũng ở gần con cháu, thành ra bà hiện ra trước. Hình ảnh này hiện ra vào ngày 2 tháng 5 năm 2010, ngày tôi tổ chức kêu gọi đồng bào gia nhập Hội đồng Cứu Nguy Dân Việt và Nước Việt, được tổ chức tại Tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ ngày 2 tháng 5 năm 2010. Và ngày hôm đó, ông Rồng và bà Phụng Việt, tức là ông bà tổ tiên chúng ta, đã hiện ra vào khoảng 2 giờ 30 chiều sau khi chúng tôi cầu nguyện liên lỉ khoảng trên dưới nửa tiếng đồng hồ. Đây là hình ảnh vô cùng đặc biệt, đồng bào hãy coi xem xét mà chiêm nghiệm. Và đây là hình bà Phụng Hoàng. Tôi đi vào chi tiết. Nơi đây là đầu của bà nơi đây, mình và cánh của bà nơi đây, và đuôi Phụng Hoàng nơi đây. Con cháu của bà thì đông lắm, lúc nào cũng bay xung quanh bà. Bà thì lúc nào cũng ở gần con cháu, vì thế bà hiện xuống gần chúng ta hơn. Ông bà hãy nhìn cho rõ, đây là bà Phụng Hoàng, bà tổ của chúng ta, khỏe mạnh và đẹp tuyệt vời. Còn đây là hình ảnh ông tổ chúng ta, ông rồng, sư tử rồng. Ông tổ chúng ta khỏe mạnh lắm mà lớn tuổi lắm. Tôi đi vào chi tiết cho đồng bào coi. Mắt của ông đây, hai mắt đây, miệng đây, răng cỏ đây, cái đầu ông đây, và cái mình của ông đây, là cái mông của ông ta đây và chân của ông ta đây. Ô, ông ta khỏe mạnh quá, quá khỏe mạnh. Ông tổ mình quá khỏe mạnh. Ông rồng
Vương Đạo Việt, Việt Vương Đạo. Còn đây là bà Phụng Việt. À, hai ông bà đây, bà Phụng Việt. Ồ, thấy không? Đầu mình cánh đuôi, rồi con cháu bay xung quanh. Đó, hai ông bà hiện ra. Đẹp tuyệt vời. Vào ngày 2 tháng 5 năm 2010, tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, ông Rồng, Vương Đạo Việt, bà Phụng Việt, khỏe mạnh đẹp tuyệt vời. Và hình ảnh này kết tụ bởi oxygen hiện ra, thưa đồng bào. Ông bà tổ tiên chúng ta là đứng ở gần cha trời thượng đế toàn năng nhất. Ông bà tổ tiên Việt chúng ta là những đứng ở gần cha trời thượng đế toàn năng nhất. Bởi vì ông bà đã chọn thần khí oxygen của cha trời thượng đế toàn năng để hiện ra cho chúng ta được thấu hiểu. Vì